Hoàng Vĩnh và Hồng Thoa, mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý vị, nếu lúc này hỏi người dân vùng bão lũ cần những gì, thì chúng ta ắt hẳn sẽ nhận vô số câu trả lời. Nơi thì cần tôn và ngói để lợp lại mái nhà, nơi thì cần xi măng để xây lại bức tường, chỗ thì lại cần nước sạch, vân vân. Thế nhưng, thay vì quan tâm đến việc cứu trợ cho người dân vùng bão lũ, nhà nước lại muốn phải trao đúng người cần, không chấp nhận báo cáo một đường nhưng thực tế lại một nẻo. Vậy thì, câu chuyện cứu trợ ở đây cần quan tâm là gì? Chuyên mục Cà phê không đường ngày hôm nay sẽ cho quý vị câu trả lời. Nhưng trước hết, mời quý vị cùng điểm qua những thông tin nổi bật đáng chú ý sau đây. An Giang liên tiếp bắt xe ô tô dừng nằm vận chuyển nhiều hàng lậu. Đốt khăn trên máy bay Việt Nam Airlines và nghi vấn hàng cấm lọt qua an ninh Nội Bài. Chuyên mục nóng trên mặt báo, đừng để chuyện từ thiện gây mất tình làng nghĩa xóm. Bà Rịa Vũng Tàu, kinh hoàng đàn sâu khủng tấn công 500 cây sao đen. Robot cá heo giống như thật. Rạng sáng ngày 2 tháng 11, trên đường Lý Thái Tổ thuộc phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, lực lượng chống buôn lậu công an thành phố Long Xuyên đã phát hiện bắt quả tang một xe ô tô khách dừng nằm vận chuyển nhiều hàng hóa nhập lậu. Trong lúc tuần tra chống buôn lậu, khi đến đường Lý Thái Tổ thuộc phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tổ công tác thuộc công an thành phố Long Xuyên phát hiện xe ô tô khách mang biển kiểm soát 67B01005 có biểu hiện nghi vấn nên dừng phương tiện để kiểm tra. Khi phát hiện lực lượng công an, tài xế xe liền bỏ lại phương tiện tẩu thoát. Còn lại phụ xe Nguyễn Văn Biểu, sinh năm 1974, ngụ tại xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú của tỉnh An Giang. Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe có vận chuyển 15 loa thùng các loại, 1.490 bao thuốc lá ngoại các loại và trên 600 chai hộp thuốc xuất xứ nước ngoài. Tất cả số hàng hóa trên đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Tại cơ quan công an, phụ xe Biểu khai nhận số thuốc trên do Biểu và tài xế nhận chở thuê để lấy tiền công, còn số loa thùng được nhân viên trạm xe đưa lên từ Châu Đốc. Hiện lực lượng công an thành phố Long Xuyên đang tạm giữ phương tiện cùng tang vật để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ. Tối ngày 2 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội đang thụ lý vụ nhóm thanh niên đóng giả Bác Hồ vào một quán bar trên địa bàn đêm Halloween. Đối tượng đóng giả Bác Hồ còn nói: "Tôi nói đồng bào có nghe rõ không?" Danh tính nam thanh niên đóng giả Bác Hồ trong đêm Halloween tại quán bar được cảnh sát xác định là Đỗ Thành Nam, sinh năm 1976, ngụ quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Vào buổi sáng cùng ngày, công an phường Trần Hưng Đạo đã triệu tập Đỗ Thành Nam và nhóm thanh niên liên quan đến vụ việc đóng giả Bác Hồ vào quán bar lên làm việc, đồng thời hoàn thiện hồ sơ ban đầu, chuyển toàn bộ vụ việc cho công an quận Hoàn Kiếm thụ lý, mở rộng điều tra, xử lý nghiêm minh. Quá trình điều tra xác minh, nhóm người trong đó có Đỗ Thành Nam, đóng giả Bác Hồ, là người thường xuyên xuất hiện tại quán bar, địa chỉ 41 Hai Bà Trưng, trên địa bàn phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm. Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng sẽ làm rõ vai trò, động cơ, mục đích của quán bar, đối tượng đóng giả Bác Hồ cũng như người quay livestream, làm TikTok, đăng trên mạng xã hội và nhóm thanh niên liên quan đến vụ việc. Trong khi quán bar đốt pháo điện tổ chức sinh nhật thì lửa đã bén vào bóng bay bơm khí hydro trên trần nhà, dẫn đến hỏa hoạn làm cho ba nữ dancer tử vong. Vụ cháy nghiêm trọng này đã xảy ra tại quán bar X5 ở huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ 30 đêm ngày 2 tháng 11, tại quán bar X5 tại khu 3 thị trấn Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường xảy ra hỏa hoạn. Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, lực lượng chức năng kịp thời có mặt tại hiện trường chữa cháy. Tuy nhiên, do quán bar X5 được xây dựng cách khá xa khu dân cư và khá kiên cố, với duy nhất cửa ra vào và khói lớn từ đám cháy tỏa ra mù mịt, khiến công tác cứu hộ, cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng 2 giờ sáng ngày 3 tháng 11, lực lượng chức năng mới phá được tường quán bar để cứu nạn và khống chế ngọn lửa. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định có 3 nữ dancer bị mắc kẹt và tử vong. 3 cô gái này được chủ quán thuê về dự tiệc sinh nhật của quán. Nguyên nhân ban đầu được xác định, quán bar X5 có tổ chức sinh nhật và đốt pháo điện. Tia lửa từ pháo hoa bén vào bóng bay bơm khí hydro treo trên trần, làm bóng phát nổ và cháy. Một sự cố hy hữu về ngành hàng không đang gây xôn xao trong dư luận. Đó là chuyến bay VN243 của hãng hàng không Việt Nam Airlines dự kiến khởi hành lúc 8 giờ 30 phút từ sân bay Nội Bài, Hà Nội đi thành phố Hồ Chí Minh đã phải dừng cất cánh khẩn cấp, quay đầu do một hành khách nam bất ngờ bật lửa đốt khăn giấy. Dư luận đặt câu hỏi, vì sao hành khách có thể dễ dàng lọt qua an ninh Nội Bài để mang bật lửa lên máy bay gây ra sự cố hy hữu này?
Giải đáp thắc mắc này, ông Trần Hoài Phương, Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Bắc cho biết, Cảng vụ Hàng không miền Bắc xác định việc nam hành khách mang theo bật lửa nhỏ lên chuyến bay VN243 vào sáng ngày 2 tháng 11 là không vi phạm quy định. Do đó, lực lượng làm nhiệm vụ soi chiếu an ninh hàng không tại sân bay Nội Bài không có lỗi gì trong trường hợp này. Cụ thể, theo quyết định số 1531/QĐ-CHK ngày 11 tháng 7 năm 2017 của Cục Hàng không Việt Nam, quy định danh mục vật phẩm nguy hiểm cấm, hạn chế mang theo người, hành lý lên máy bay cho thấy, diêm, bật lửa không được mang trong hành lý ký gửi, hành lý xách tay. Tuy nhiên, mỗi hành khách được phép mang theo người một bật lửa ga loại nhỏ, chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân. Hành khách cũng có thể mang theo người một bật lửa dạng đèn hang, đèn kho có nắp chụp bảo vệ, ngăn chặn sự kích hoạt vô ý. Các loại bật lửa này phải không chứa nhiên liệu lỏng, không thẩm thấu được, không phải là khí hóa lỏng. Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Bắc thông tin thêm, Cảng vụ đã làm việc với các bên liên quan và hành khách trong sự việc. Qua làm việc, nam hành khách cho biết đã dùng khăn ăn lau bật lửa. Đây là loại bật lửa đánh lửa bằng tia lửa điện nên hành khách đã vô tình làm bật lửa, bén vào gây cháy khăn ăn. Hiện các cơ quan chức năng vẫn chưa đưa ra quyết định xử phạt cũng như là mức phạt với hành vi của nam hành khách này, do tại văn bản quy phạm pháp luật hiện nay, hành vi đốt trên máy bay vẫn chưa có mức phạt cụ thể. Thưa quý vị, xung quanh câu chuyện nhận tiền cứu trợ vì những đợt lũ lụt liên tiếp đổ xuống miền Trung những ngày gần đây, có nhiều chuyện vui buồn lẫn lộn. Có những chuyện vui như người dân vùng lũ nhặt được tiền vàng trong đồ quần áo cứu trợ, quyết tìm cách trả lại cho chủ nhân đích thực. Có những chuyện cảm động như việc những vị trưởng xóm, trưởng thôn ngâm mình trong nước lạnh nhiều ngày để làm người bơi thuyền tiếp tế lương thực, cứu bà con đang bị nước giam cầm. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có những câu chuyện buồn khi chúng ta phải chứng kiến là tình cảm xóm giềng bị sức mẻ vì những đồng tiền cứu trợ. Ngày 28 tháng 10 vừa qua, ca sĩ Thủy Tiên cùng đoàn cứu trợ đã về xã Cảnh Hóa trao quà ủng hộ cho tổng số 703 hộ dân địa phương này bị thiệt hại do đợt lũ lụt vừa qua. Mỗi hộ được tặng tiền mặt 6 triệu đồng. Tại thôn Cấp Sơn, toàn thôn có hơn 200 hộ. Tuy nhiên, khi bình xét, ban các sự thôn thống nhất kê danh sách hơn 100 hộ bị thiệt hại nặng do lũ để nhận quà từ đoàn ca sĩ Thủy Tiên. Cho rằng việc lãnh đạo thôn làm vậy là bất công bằng nên một đối tượng đã gây hấn rồi hành hung trưởng thôn Mai Văn Lợi. Kết quả ông Mai Văn Lợi phải đi nhập viện điều trị. Rất may sau một thời gian nằm viện, sức khỏe của ông đã hồi phục và được cho về nhà. Ai cũng biết trong việc bình xét không thể có được sự công bằng tuyệt đối, bởi trong số hơn 200 hộ của thôn, chỉ có hơn 100 hộ bị thiệt hại nặng nhất được nhận tiền cứu trợ với mức 6 triệu đồng. Còn những hộ còn lại, dù cũng bị thiệt hại vì mưa lũ, nhưng vì tiền không đủ cho hết nên họ phải chấp nhận phần thiệt thòi. Chính vì vậy nên mới có vụ việc thôn Hòa Cương thu lại tiền Thủy Tiên phát để chia đều cho các hộ dân trong thôn, đã gây tranh cãi xôn xao trong dư luận. Và cuối cùng, huyện đã yêu cầu phải trả lại toàn bộ số tiền cho các hộ dân. Vì chuyện tiền cứu trợ không có hết đủ cho mọi người nên mới xảy ra chuyện có người không kiềm chế được đã đánh trưởng thôn tới mức thương tích đi nhập viện. Chuyện nhận được tiền cứu trợ từ tấm lòng của các mạnh thường quân thông qua ca sĩ Thủy Tiên từ việc vui lại hóa ra một chuyện buồn vì nó gây mất đoàn kết, mất cả tình làng nghĩa xóm. Vâng, thưa quý vị, không có cái chăn nào đắp đủ ấm cho tất cả mọi người trên khắp thế gian. Vì vậy, có lẽ trong hoàn cảnh bây giờ, điều duy nhất mà ai cũng có thể làm đó là sự vị tha. Mình vì người khác, hãy nhường nhịn, sẻ chia với những người còn khó khăn hơn mình và các cấp chính quyền phải đảm bảo sự công bằng tối đa cho các hộ dân. Ai đã được nhận cứu trợ đợt này rồi thì đợt sau nên nhường cho hộ khác. Làm sao để khi lũ lụt qua đi, điều quý giá nhất chúng ta gìn giữ được là tình yêu thương giữa người với người, là tình làng nghĩa xóm, tắt lửa tối đèn có nhau. Tiếp tục chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay là những thông tin về đời sống văn hóa xã hội dân sinh đáng chú ý. Thưa quý vị, đến nay đã gần một tuần sau khi xảy ra hai vụ sạt lở đất nghiêm trọng ở hai xã Trà Len và Trà Vân, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Hiện 8 trên 9 nạn nhân bị thương được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam đang trong tình trạng sức khỏe ổn định. Theo đó, ngày 2 tháng 11, lãnh đạo khoa ngoại chấn thương cho biết 8 bệnh nhân đa phần bị gãy xương và chấn thương phần mềm. Các bệnh nhân đã được mổ và xử lý vết thương. Trong số 9 bệnh nhân, có một thanh niên 20 tuổi vẫn đang trong tình trạng nặng và được chăm sóc tại khoa hồi sức tích cực chống độc. Đối với những bệnh nhân là nạn nhân trong vụ sạt lở đất ở Nam Trà My, tại buổi thăm và động viên vào trưa ngày 1 tháng 11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam miễn toàn bộ viện phí, đồng thời ra sức chạy chữa cho các bệnh nhân để giúp họ nhanh hồi phục, sớm ổn định cuộc sống. Như đã thông tin, hai vụ sạt lở đất ở hai xã Trà Vân, Trà Len, huyện Nam Trà My đã khiến 16 người chết,
14 người mất tích, hàng chục người bị thương. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng tại chỗ đã kịp thời cứu nạn và đưa các nạn nhân bị thương đến cơ sở y tế cấp cứu. Thưa quý vị, những ngày qua, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một cán bộ công an ở Hà Tĩnh chạy bộ phía sau xe máy giữ thăng bằng cho chiếc thuyền để kịp thời đến nhà một bệnh nhân đang cần đi cấp cứu khi lũ vây quanh cô lập. Anh công an được cư dân mạng dành nhiều lời khen ngợi ấy là Thượng úy Phạm Duy Triết, Phó trưởng công an xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà. Thượng úy Phạm Duy Trí kể khoảng 10 giờ 30 phút ngày 30 tháng 10 khi anh và một số cán bộ hoàn thành việc sơ tán các hộ dân vừa về đến trụ sở xã thì nhận được tin báo ông Nguyễn Văn Toàn, 50 tuổi, ngụ thôn Liên Vinh, xã Thạch Đài mắc bệnh ung thư thực quản, lên cơn đau dữ dội nhưng không thể đến bệnh viện do ngôi nhà bị nước lũ bao vây tứ bề. Nhận được tin báo khẩn cấp, công an xã Thạch Đài đã cử người dùng xe máy chở thuyền đến khu vực trên ứng cứu. Dưới cơn mưa rất lớn, Thượng úy Phạm Duy Triết đã chạy bộ hơn 2 km, giữ thăng bằng cho thuyền không bị rơi khỏi xe máy. Thật may mắn là người dân đã được đưa đến bệnh viện kịp thời và đã qua cơn nguy kịch. Thưa quý vị, hình ảnh Thượng úy Triết chạy bộ theo sau xe máy, giữ thuyền đến đưa một bệnh nhân bị ung thư đi bệnh viện, được người đi đường ghi lại và chia sẻ. Cộng đồng mạng đã bày tỏ sự cảm động trước việc làm đầy trách nhiệm của người chiến sĩ công an này. Theo Thượng úy Triết, thì việc phải chạy bộ như vậy đối với bản thân anh là không nhầm nhò gì, bởi là chiến sĩ công an được rèn luyện thường xuyên nên anh có sức khỏe dẻo dai. Thực sự cảm phục và tự hào về hành động của Thượng úy Phạm Duy Triết, Phó trưởng công an xã Thạch Đài. Thiên tai, lũ lụt, mọi khó khăn rồi cũng sẽ đi qua, nhưng những hình ảnh đẹp về người cán bộ công an sẽ mãi được bà con nhân dân ghi nhớ. Thưa quý vị, đây là hàng cây sao đen đã xơ xác trơ trụi lá nằm bên đường 2 tháng 9 ở thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Nếu trước đây hàng cây sao đen này vẫn xanh dày đặc lá, thì gần một tháng nay, chính sự tấn công của những con sâu màu xanh to như ngón tay như thế này đã khiến cho hàng cây bị trơ trụi, chỉ còn cành cây khẳng khiu. Đầu tháng 11 năm 2020, hai hàng cây bên đường 2 tháng 9, đoạn ngay cửa hàng xăng dầu số 1, phường 11, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, chỉ còn những tổ sâu to như ngón chân cái. Thân cây còn đầy những con sâu màu xanh to như ngón tay, dài trên dưới 10cm đù bám. Dưới tán cây sao đen, phân sâu to và dày đặc. Trời ơi, không sợ gì, thấy ghê. Xuất hiện lâu chưa anh? Khoảng gần tháng nay á. Cái cây này là nó ăn hai đợt rồi nè, nó ăn trụi đi rồi xong rồi nó có lá lại rồi nó ăn trụi lại lần thứ hai. Mấy cây này nè, còn mấy cái cây kia thì mới dậy kia là vẫn nhiều lắm. Ông Lê Huy Hữu Hiệp, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây Xanh và Đô thị Vũng Tàu cho biết, loại sâu này có tên khoa học là Spodoptera exigua. Khi sâu tấn công vào cây sẽ ăn trụi lá, làm ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây. Từ ngày 27 tháng 10, khi phát hiện cây sao đen bị sâu tấn công, công ty đã tổ chức phun xịt thuốc trừ sâu. Tuy nhiên, số lượng sâu quá nhiều và sâu đã làm tổ nên phải phun nhiều lần mới diệt hết được. Trước đó, loài sâu này đã tấn công các cây xanh ở thành phố Hồ Chí Minh. Còn tại Bà Rịa Vũng Tàu là lần đầu tiên loại sâu này xuất hiện. Ông Hiệp cho biết thêm, theo thống kê có khoảng 500 cây sao đen ở khu vực trên bị loại sâu khủng này tấn công gây trơ trụi lá. Và bây giờ là phần tin quốc tế gây chú ý. Thưa quý vị, một công ty tại Singapore đã phát triển máy đo hơi thở có khả năng phát hiện virus SARS-CoV-2 và cho ra kết quả trong vòng 1 phút. Chỉ với giá 20 đô la Mỹ, xét nghiệm bằng máy này sẽ rẻ hơn 70% so với xét nghiệm sinh học phân tử PCR hiện tại. Công ty khởi nghiệp Retronis thuộc Đại học Quốc gia Singapore cho biết, kết quả thử nghiệm của loại máy mới đạt độ chính xác hơn 90%. Thiết bị sử dụng ống ngậm dùng một lần và được thiết kế để đảm bảo không có sự lây nhiễm chéo. Sau khi thổi vào thiết bị, nó sẽ đánh giá các hợp chất hóa học của hơi thở để xác định xem một người có bị nhiễm bệnh hay không. Kết quả được xử lý và thông báo qua máy tính trong vòng 60 giây. Retronis cho biết, xét nghiệm của họ sẽ rẻ hơn 70% so với xét nghiệm sinh học phân tử PCR. Mặc dù những bệnh nhân bị nhiễm bệnh có thể vẫn cần các xét nghiệm PCR để tái khẳng định chẩn đoán ban đầu. Công ty hy vọng sẽ được phê duyệt để đưa vào sản xuất thương mại vào quý 1 năm sau. Hoạt động nuôi nhốt động vật để phục vụ cho các hoạt động giải trí ngày càng bị lên án và bị cấm ở nhiều nơi. Thì mới đây, một công ty công nghệ ở Mỹ đã chế tạo ra một con cá heo robot mang diện mạo y như thật có thể giải quyết vấn đề này.
Bơi lội tung tăng quanh bể bơi trước sự chiêm ngưỡng của một nhóm khách trải nghiệm. Còn cá heo robot trông không khác gì những diễn viên xiếc cá heo điêu luyện nhảy qua vòng và nhào lộn tại các công viên giải trí. Chú cá heo này nặng 250kg và dài 2,5m với lớp da làm từ silicone tiêu chuẩn y tế. Nó được điều khiển từ xa, hoạt động lên tới 10 giờ đồng hồ và có thể tương tác với con người như những con cá heo thông thường. Giá cho mỗi con cá heo máy này không hề rẻ, khoảng 26 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, các chuyên gia của S Innovation cho biết tuổi thọ của cá heo robot lâu hơn và không cần quá nhiều chi phí để nuôi và bảo tồn như các động vật sống khác. Liên tục chương trình chuyên mục Cà phê không đường, cứu trợ cần đúng và trúng. Thành phố Hồ Chí Minh, đi bộ dưới lòng đường, người đàn ông bị xe ba gác máy tông tử vong. Chuyên mục chuyện ngày mới, đưa cổ phục Huế gần hơn với đời sống. Thưa quý vị, giờ mà hỏi người dân vùng lũ cần những gì thì chúng ta ắt hẳn sẽ nhận vô số câu trả lời. Chỗ thì cần tôn và ngói để lợp lại mái nhà, chỗ thì cần xi măng để xây lại bức tường, nơi thì cần sách vở vì bị bão làm ướt hết, chỗ lại cần nước sạch vì nguồn nước bị nhiễm bẩn. Ấy thế nhưng, bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi thì lại đặt vấn đề mang tính khái quát hơn. Người dân đang cần được hỗ trợ sớm nhưng nhà nước thì lại cần ở dân sự trung thực trong khai báo thiệt hại, phải trao đúng người cần, không chấp nhận báo cáo một đường nhưng thực tế thì một nẻo. Vậy thì câu chuyện cứu trợ ở đây cần quan tâm là gì? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung sau đây để có câu trả lời. Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi đặt vấn đề phải trao đúng người cần, không chấp nhận báo cáo một đường nhưng thực tế một nẻo. Sở dĩ bà Quỳnh Vân nói điều đó là vì ngay sau khi bão vừa tan, Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh này đã phân công cán bộ về vùng bão để nắm tình hình thực tế từ cơ sở. Kiểm tra ngẫu nhiên ở xã Nghĩa Điền, một xã cận kề thành phố Quảng Ngãi, thì toàn xã có 2 nhà bị tốc mái hoàn toàn, chứ không phải có 7 nhà bị sập hoàn toàn như báo cáo. Phải phân biệt tốc mái khác với sập để hỗ trợ cho chính xác. Cần sự trung thực trong báo cáo chính là chỗ này. Nếu chỉ tốc mái mà hỗ trợ như sập hoàn toàn, thì sẽ thiếu công bằng đối với những nhà bị thiệt hại khác. Điều này vừa bất công cho người bị thiệt hại, lại vừa gây khó cho công tác hỗ trợ khắc phục của cả nhà nước lẫn các tổ chức thiện nguyện. Hẳn nhiên phải hiểu, báo cáo nhanh ngay sau khi cây đổ, nhà sập tứ bề thì mức độ chính xác không thể yêu cầu của cấp trên được. Ngoài cần phải trung thực trong báo cáo như đã nói, vùng bão cũng rất cần sự cưu mang từ các nguồn lực ngoài ngân sách, nhưng phải làm bài bản và khoa học chứ không nên mạnh ai nấy giúp. Nên chăng mỗi ngành cần phải có những con số báo cáo cụ thể từ cơ sở, càng chi tiết càng tốt. Ví dụ như trường A ở xã X hiện cần bao nhiêu tôn để lợp, bao nhiêu sách vở để hỗ trợ các em. Trạm y tế xã Y cần bao nhiêu tôn để sửa lại mái bị tốc, cần bao nhiêu thuốc khử khuẩn để xử lý số giếng bị ô nhiễm, cần bao nhiêu dụng cụ y tế đã bị nước cuốn trôi. Huyện N cần bao nhiêu giống, loài cây gì, con gì để hỗ trợ người dân. Những thông tin kiểu vậy cần được tập hợp công khai trên cổng thông tin điện tử của từng tỉnh, huyện, ngành để bất kỳ cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân ở trong hay ngoài nước cũng đều có thể qua đó chọn giúp đỡ trong khả năng và lĩnh vực của mình. Trường học giúp trường học, bệnh viện giúp bệnh viện, trạm y tế, giúp đúng và trúng. Vâng thưa quý vị, hãy giúp đúng và trúng. Qua gì giúp dân lúc này cũng đều quý cả, nhưng chúng ta cũng nên ưu tiên những thứ bức thiết hơn. Và có lẽ tiền mặt hiện là thứ bức thiết nhất để người dân chọn lựa những gì mà mình cần nhất để mua sắm lúc này. Tiếp tục 24 giờ chuyển động hôm nay là những cập nhật nóng của chương trình. Mới đây, Công an quận 9 thành phố Hồ Chí Minh đã bắt khẩn cấp đối tượng DVL tên viết tắt 27 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương về hành vi hiếp dâm. Được biết, L hiện đang là giáo viên cấp 2 tại một trường ở thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Ông bị nghi hiếp dâm nữ sinh AT tên viết tắt 12 tuổi, tạm trú tại quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Sự việc thầy giáo hiếp dâm nữ sinh ở thành phố Hồ Chí Minh được phát hiện vào sáng ngày 29 tháng 10 khi người phụ nữ này kiểm tra điện thoại của con gái, thấy đoạn video quan hệ tình dục giữa con và một người đàn ông. Nữ sinh sau đó cho mẹ biết khoảng 3 tháng trước, T và đối tượng L quan hệ tình dục lần đầu tại khách sạn trên đường Nguyễn Xiển, phường Long Bình. Trong lúc quan hệ tình dục, L đã dùng điện thoại của mình để quay lại. Đến ngày 26 tháng 10, L gửi đoạn video trên cho cháu T xem. Đến ngày 28 tháng 10, L đến nhà trọ của nữ sinh và tiếp tục chở em đi khách sạn quan hệ tình dục. Tại cơ quan công an, L khai nhận hành vi quan hệ tình dục với cháu T. Thưa quý vị, dưới góc độ đạo đức,
Đối tượng trong vụ án này là giáo viên cấp 2 và nạn nhân cũng ở độ tuổi học sinh cấp 2. Hành vi cưỡng ép quan hệ tình dục đối với trẻ em đang ở độ tuổi dưới 16 tuổi là hành vi vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội và vi phạm pháp luật. Hành vi này rất đáng lên án và cần phải bị xử lý nghiêm minh bằng chế tài của luật hình sự. Theo luật sư Đặng Văn Cường, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, cần làm rõ hành vi của đối tượng và nạn nhân để xác định việc quan hệ tình dục có bị đe dọa, cưỡng ép hay không, nhằm xác định tính chất nghiêm trọng của hành vi vi phạm. Trường hợp là nạn nhân tự nguyện thì vẫn xử lý đối tượng này về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo quy định tại Điều 142 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Đối với hành vi phạm tội 2 lần trở lên, đối tượng này sẽ bị xử lý ở khung hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm theo quy định tại khoản 2, Điều 142 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Hành vi của đối tượng thể hiện sự suy đồi của đạo đức, không đủ phẩm chất để đứng trên bục giảng xâm phạm nghiêm trọng đến sức khỏe, nhân phẩm, ảnh hưởng đến sự hình thành nhân cách của trẻ em. Bởi vậy thì đối tượng này sẽ bị buộc thôi việc, bị xã hội lên án và phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật. Đồng thời, các bậc cha mẹ trong việc quản lý con em của mình để kịp thời nắm bắt tâm lý, tình cảm và giáo dục các em kỹ năng sống cần thiết để đối phó, vượt qua được với những tình huống như trên. Chuyển sang những thông tin về tình hình giao thông. Thưa quý vị, đến 19 giờ tối ngày 2 tháng 11, Công an huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn giao thông giữa xe ba gác máy và người đi bộ xảy ra trên đường liên ấp 62, xã Vĩnh Lộc A khiến một người tử vong. Theo thông tin ban đầu, hơn 16 giờ chiều cùng ngày, xe ba gác máy mang biển kiểm soát 60R17234 chạy trên đường liên ấp 62 hướng từ đường Quách Điêu về đường kênh Trung Bương. Khi đến trước số B1-8A, liên ấp 62, tông trúng người đàn ông 62 tuổi quê Đồng Tháp, đi bộ dưới lòng đường. Chiếc ba gác máy chỉ dừng lại khi tông gãy cột biển báo giao thông và bảng quảng cáo của một tiệm thuốc tây trên vỉa hè. Hậu quả tai nạn làm người đàn ông đi bộ tử vong tại chỗ. Tài xế xe ba gác máy đã đến trình báo cơ quan chức năng. Công an huyện Bình Chánh sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng cũng như trích xuất camera an ninh tại khu vực để làm rõ vụ việc. Đường liên ấp 62 huyện Bình Chánh và các tuyến đường lân cận của tuyến đường này vừa mới được nâng cấp sửa chữa trải nhựa đường, vỉa hè được ốp gạch khá đẹp và sạch. Tuy nhiên, tình trạng buôn bán lấn chiếm vỉa hè diễn ra khá phổ biến tại đây. Không còn lối đi, người đi bộ buộc phải di chuyển xuống lòng đường nên rất nguy hiểm. Tai nạn xảy ra là điều không thể tránh khỏi. Vào khoảng 7 giờ sáng ngày 3 tháng 11, xe container mang biển kiểm soát 60C28763 lưu thông trên quốc lộ 1K hướng từ thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Đồng Nai đã gây ra tai nạn liên hoàn, ủi một loạt phương tiện đang dừng đèn đỏ khiến một người bị thương. Khi đến nút giao Mỹ Phước Tân Vạn thuộc phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An của tỉnh Bình Dương, xe container đã tông liên tiếp vào nhiều phương tiện gồm 2 xe tải, 1 xe ô tô 4 chỗ và 1 xe máy đang dừng chờ đèn đỏ phía trước. Chưa dừng lại, chiếc xe container tiếp tục lao về phía trước, rẽ trái vào đường Mỹ Phước Tân Vạn, rồi tông vào xe container mang biển kiểm soát 60C36163. Tai nạn liên hoàn làm tài xế xe tải và người đàn ông chạy xe máy bị thương. Trong đó, tài xế xe tải bị thương nặng, mắc kẹt trong cabin và được người dân cậy cửa giải cứu ra ngoài và đưa đi bệnh viện. Vụ tai nạn khiến nhiều xe hư hỏng biến dạng, giao thông qua khu vực ùn tắc nghiêm trọng. Đến 8 giờ 30 phút cùng ngày, hiện trường vẫn đang được Công an thành phố Dĩ An xử lý. Thưa quý vị, đang lưu thông trên đường thì người đàn ông lại bất ngờ quay đầu xe và bị xe khách giường nằm tông tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6 giờ ngày 2 tháng 11 vừa qua tại tỉnh Tiền Giang. Theo đó, xe ô tô khách giường nằm mang biển kiểm soát 69B00799, chưa rõ tên tuổi tài xế, đang lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng từ Trung Lương về Mỹ Thuận. Khi đến đoạn thuộc địa bàn ấp Hòa, xã Nhị Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, thì bất ngờ tông trúng ông Nguyễn Văn Lợi, 46 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang, đang điều khiển xe máy, lưu thông cùng chiều phía trước. Bất ngờ quay đầu xe theo hướng ngược lại. Do ông Lợi quay xe quá nhanh nên tài xế xe khách không xử lý kịp. Cú tông mạnh khiến xe máy ngã xuống đường, còn người đàn ông văng xa vào bên trong lề đường và tử vong tại chỗ. Xe máy bị cày nát dưới gầm xe khách. Nhận được tin báo, Công an xã Nhị Bình và Công an xã Long Định đã kịp thời có mặt tại hiện trường, phối hợp với đội cảnh sát giao thông Công an huyện Châu Thành cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Quý vị thân mến, trôi qua cùng với thời gian, những trang phục truyền thống dần bị quên lãng. Chắc hẳn sẽ có rất ít người có thể nhớ được áo Nhật Bình có kiểu dáng ra sao và là trang phục đặc trưng của vùng miền nào.
Nhưng với tình yêu dành cho trang phục dân tộc, đặc biệt là cổ phục, áo dài cung đình Huế, nhà thiết kế Quang Hòa, người con của vùng đất cố đô, đã dành nhiều thời gian tâm huyết để nghiên cứu, khôi phục và đưa ra những cổ phục Huế trở nên gần gũi hơn với đời sống hiện đại. Đây cũng là câu chuyện mà chuyên mục Chuyện Ngày Mới hôm nay muốn gửi đến quý vị. Mời quý vị cùng theo dõi. Áo Nhật Bình, áo ngũ thân tay giãn là những cổ phục cung đình gần như đã mất dấu trong đời sống của người dân xứ Huế hơn 60 năm qua. Thời gian gần đây, những cổ phục này đang dần được hồi sinh và hiện diện trong đời sống hiện đại qua các triển lãm, buổi diễn nghệ thuật hay trong lễ cưới. Đặc biệt, áo ngũ thân bắt đầu được sử dụng như đồng phục dành cho nam công chức tại một vài đơn vị ở Huế. Để có được sự hồi sinh này là cả một quá trình nghiên cứu, khôi phục của các nhà nghiên cứu, nhà thiết kế tâm huyết tại mảnh đất cố đô này. Năm nay sự trở lại là Huế có một cái chủ trương xây dựng Huế kinh đô áo dài và muốn xác định cái áo dài truyền thống và áo dài thực sự là lễ phục và cũng như là một lần nữa khẳng định quốc phục, thì chính cái áo dài ngũ thân nó mang cái nét riêng và đúng bản sắc văn hóa của cha ông để lại. Nên mình đã mất một thời gian nghiên cứu tìm tòi về cả tư liệu cũng như tham khảo những vị nghiên cứu lịch sử để mà tìm hiểu thêm về cái quy cách cũng như là thực hiện áo dài ngũ thân về những người thợ máy xưa để mà tìm hiểu lại cái kỹ thuật dựng nên một cái áo dài ngũ thân hiện nay. Dành hơn 20 năm để ngược xuôi tìm đọc tất cả những tài liệu còn sót lại về cổ phục trang phục cung đình Huế, nhà thiết kế Quang Hòa đã dày công nghiên cứu và khôi phục thành công những trang phục truyền thống này một cách tỉ mỉ, bài bản và gần như không khác với bản gốc. Cái khó khăn trong cái quá trình để mà phục dựng lại cái áo dài năm thân này là các nghệ nhân hay những cụ máy xưa thì đã một phần thì đã mất, một phần thì bị con cháu không được tiếp nối nghề. Nhưng mà đến nay tìm lại thì phải tìm rất nhiều tài liệu, dựa theo những hình ảnh, những tư liệu phổ biến tập lục, các cái sách về Hán Nôm, cũng nhờ các vị nghiên cứu chỉ bảo và mình cũng tìm hiểu để mà may lại được cái áo dài ngũ thân này. Dù khó khăn là thế, nhưng nhà thiết kế Quang Hòa vẫn chưa bao giờ bỏ cuộc trên con đường đưa cổ phục Huế gần hơn với đời sống hiện đại. Ông thường xuyên tài trợ cổ phục cho các chương trình biểu diễn nghệ thuật ở Huế, sẵn sàng chia sẻ kiến thức với những ai có cùng tình yêu với trang phục Việt. Hầu hết là những bạn trẻ rất là hào hứng khi mặc trên mình những cái cổ phục và bạn trẻ làm rất tốt về cái sản phẩm cũng như là có những cái sự thay đổi để phù hợp với cái hiện đại và được giới trẻ rất là hưởng ứng. Đó là một cái tín hiệu mừng và cũng là tạo cái niềm cảm hứng cho những người như tôi để thực hiện những cái áo dài ngũ thân này. Và tương lai không gần thì có lẽ là định hình nó là quốc phục Việt Nam vì nó đã bị lãng quên qua một thời gian dài. Gần đây, cổ phục Huế đang dần được đón nhận và được sử dụng rộng rãi hơn. Bóng dáng những chiếc áo Nhật Bình, áo ngũ thân đã bắt đầu trở nên thân thuộc trên vùng đất cố đô. Đó là một tín hiệu đáng mừng cho những nét truyền thống đang ngày càng được trân trọng, bảo tồn và phổ cập trong đời sống. Đó cũng chính là mong muốn lớn nhất của những người dành trọn tình yêu cho cổ phục Huế như nhà thiết kế Quang Hòa. Thưa quý vị, dù con đường đưa tà áo Nhật Bình đến với mọi người rất gian nan, nhưng nhà thiết kế Quang Hòa với tình yêu sâu đậm dành cho cổ phục Huế đã hồi sinh và sống dậy những giá trị truyền thống quý báu của dân tộc. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình 24 giờ chuyển động cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 6 giờ, 18 giờ và 22 giờ mỗi ngày. Đồng thời quý vị cũng có thể xem lại chương trình 24 giờ chuyển động trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Còn bây giờ, chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.